Nó liền là chuyên thuộc về các ngươi. Đây là chúng ta Long tộc tuyệt đối tài sản riêng, coi như là Long kỵ sĩ đại nhân cũng không thể tước đoạt. Đây là chúng ta Thiên Long hội quy củ, mà lại phía trên lạc ấn có đặc thù tinh thần ấn ký. Một khi các ngươi gặp được nguy hiểm, có thể thông qua tinh thần lực lượng đi xuất phá và lạc ấn. Trước tiên khoảng cách gần nhất Long kỵ sĩ đại nhân liền đến đi tới viện trợ. Khá lắm, cái này một viên không lớn huy chương, tác dụng lại là như vậy nhiều. Quả thực là lệnh cho La Miên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều lấy làm kinh hãi. Chữ phần cái gì còn tốt, một chút là cái kia tùy thời có thể dùng triệu hoán đến lòng kỵ sĩ. Lai liền có một chút lợi hại, một vị lòng kỵ sĩ đại biểu cho tự thân là siêu thần cấp cường giả. Tọa lòng cũng rất có thể cũng là siêu thần cấp cường giả. Cả hai tăng theo cấp số cộng, thực lực có thể nghĩ. Chẳng qua là cái này có thể hay không cũng có thể trở thành lòng kỵ sĩ giám sát vật phẩm của bọn hắn. La Miên Vũ theo bản năng đem tinh thần lực lượng hướng trong đó tìm kiếm. Lập tức hắn cảm nhận được một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Cái kia giống như là một cái không gian loại pháp trận, làm ý thức của hắn sau khi tiến vào lập tức liền bị cái này pháp trận hấp thu. Tinh thần lực lượng của hắn bắt đầu trên phạm vi lớn tiêu hao, mà trong tay huy chương cũng bắt đầu trở lên chiến sáng lên. La Miên Vũ kinh hãi phát hiện tại đây không có huy chương nội bộ, pháp trận này không biết là dùng cái gì kim loại hiếm chế tạo mà thành. Đây tuyệt đối có thể nói là hắn dùng động đặc tính là tinh thần lực lượng thân hòa. Đúng vậy, đây là một loại có thể chứa đựng tinh thần lực lượng, đồng thời phóng to tinh thần lực lượng tự thân đặc thù kim loại hiếm. Lại thêm phía bên trên chỗ khắc họa pháp trận đưa đến là một loại vô cùng từng những tác dụng khác. Rất nhanh đem tinh thần lực lượng của hắn kéo dài rót vào. Cái này tấm huy chương dần dần giống như là trở thành một phần của thân thể hắn. Căn bản cũng không cần mặt khác nói rõ, thông qua tinh thần lực lượng cảm giác, hắn liền có thể cảm nhận được cái này tấm huy chương đủ loại công hiệu. Chính như Đỗ Hồng Vũ nói như vậy, cái này không có huy chương, đầu tiên liền là một cái chữ vật hồn đạo khí, không gian chữ vật phi thường lớn, đủ để dung nạp một chiếc lưu tình cấm công kích hạng không có vấn đề. Mà lại không gian cực kỳ ổn định, tương đối mà nói phẩm chất một so với đấu là tình sản xuất chữ vật hồn đạo khí tốt hơn nhiều. Sau đó liền là cái này tấm huy chương bản thân, vậy mà giống như là một cái vật sống, nó lại có một ít chính mình cơ bản ý chí, cũng chính là thông qua hắn cơ bản ý chí mới khiến cho La Miên Vũ hiểu rõ đến cái này tấm huy chương cụ thể công hiệu. Tại đây tấm huy chương bên trong chứa đựng ra một loại thần thức, cái loại này chứa đựng có điểm sống là lúc trước Long Nguyên Tinh ở bên trong chứa đựng ra Thiên Long thủ tọa tinh thần ý chí. Chỉ có điều tương đối mà nói, cái này tấm huy chương bên trong chứa đựng thần thức thì càng thêm ổn định, thần thức hiệu quả mạnh, chỉ cần là tại Long Mã Tinh hệ phạm vi bên trong hoặc là khoảng cách Thiên Long Tinh khoảng cách cùng tính là quá xa đều có thể có đủ ngày đầu tiên đem tin tức truyền về cho lòng kỵ sĩ. Mà lại trong khoảng khắc đó có mạnh mẽ trí nhớ không hiểu, chỉ cần là mình Vũ mở ra đoạn này thần thức là có thể đem lúc ấy chính mình đối mặt với tình huống lạc ấn tại đây phần trong thần thức truyền cho lòng kỵ sĩ. Cho nên cho dù là lòng kỵ sĩ khoảng cách khá xa không kịp ở cứu viện, cho đạt được cái này phần truyền tống về sau cũng có thể trước tiên biết được chuyện gì xảy ra, từ đó tiến một bước ứng đối. Càng đáng sợ hơn chính là đoạn này thần thức bản thân còn có chuẩn bị hình chiếu lực lượng. Nói một cách khác, trong thần thức là chứa đựng ra một vị lòng kỵ sĩ hình chiếu. Một khi kích phát, hình chiếu sẽ xuất hiện, căn cứ vào La Miên Vũ nhu cầu tiến hành chiến đấu. Lòng kỵ sĩ hình chiếu mạnh bao nhiêu, La Miên Vũ là thấy tận mắt. Lúc ấy mẹ đều là kiếm một chút chết đi tại Thiên Long thủ tọa thần thức phía dưới. Cái kia mặc dù là không thể nào cùng chân chính siêu thần cấp cường giả so sánh, nhưng cũng tuyệt đối là trong thời gian ngắn nhất một vị siêu thần cấp cường giả. La Miên Vũ không biết mình cái này tấm huy chương bên trong chứa đựng ra thần thức là đã bao hàm vào vị nào lòng kỵ sĩ hình chiếu, nhưng vô luận là ai, uy năng đều tuyệt đối sẽ không nhỏ. Chân chính lòng kỵ sĩ có khả năng chạy đến, còn có hình chiếu bảo hộ, đây quả thực giống như là một cái mệnh bài, chỉ có tồn tại lại là cái này, sống không được chết không xong. Tại cảm nhận được cái này tấm huy chương tác dụng về sau, La Miên Vũ sau lưng cũng không nhịn được mà có mồ hôi lạnh toát ra. Phải biết rằng bọn hắn trước đó có thể là đối với không ít long tộc xuất thủ qua, nếu như những long tộc kia ở trong tay cũng có tương tự tồn tại, chỉ sợ thì bọn nó có 10 cái mạng đều không đủ chết. La Miên Vũ theo bản năng hướng về Đỗ Hồng Vũ nói: Đỗ huynh, chúng ta Thiên Long hội có nhiều ít thành viên, mỗi một vị đều có đường dạng này huy chương sao? Đỗ Hồng lúc này khóe miệng co giật một thoáng, cười khổ nói:
Lam đại nhân không có khả năng mỗi một vị đều có. Chúng ta Thiên Long hội phụ trách phục vụ nhân viên công tác có tới hơn 2.000 người, trong đó bao quát nhân viên bên trên cũng là nội bộ nhân viên. Nhân viên bên ngoài có khả năng do chủng tổng khác tới đảm nhiệm, để làm một chút có được năng lực đặc thù, ví dụ như là am hiểu bay lượn, am hiểu truyền lại tin tức, am hiểu xử lý đủ loại sự vụ các loại. Mà nội bộ nhân viên thì nhất định phải là do chúng ta Long tộc tới đảm nhiệm, còn cần là trung vị trở lên trên Long tộc mới được. Ta coi như là nội bộ nhân viên công tác, nhưng ngày không giống nhau. Ngày chỉ là Thiên Long hội thành viên. Thiên Long hội thành viên cùng với Thiên Long hội nhân viên công tác là không giống nhau. Nói như vậy, ngoại trừ 18 vị Long kỵ sĩ đại nhân bên ngoài, ngày dạng này Thiên Long hội thành viên hiện tại hết thảy chỉ có 11 vị, bao quát các người hai vị ở bên trong, cũng chỉ có chân chính là Thiên Long hội thành viên mới có tư cách có được dạng này huy chương. Thiên Long hội huy chương chia làm hai loại, một loại là Long kỵ sĩ loại đại nhân nắm giữ huy chương đại biểu cho Thiên Long hội ý chí, còn có liền là ngày trong thay cái loại này đại biểu cho Thiên Long hội bản thân. Kỳ thật thì Long kỵ sĩ các đại nhân huy chương càng nhiều hơn ra chính là ý tưởng tượng trưng, theo tác dụng thực tế tới nói ngược lại không bằng loại này. Chỉ có 11 cái sao vậy liền còn tốt, ý vị này Thiên Long hội Long kỵ sĩ dự khuyết chỉ có 11 cái mà thôi. Nghe Đỗ Hồng Vũ giới thiệu, Lam Hiền Phu mới xem như nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nghiêm túc cảm thụ ra được cái này tấm huy chương tác dụng. Sau đó hắn liền phát hiện, dựa theo Thiên Long hội yêu cầu, cái này tấm huy chương nhất định là phải là khắc thời đem ở bên trên người mới được. Nếu như Long kỵ sĩ cần muốn liên lạc với, sẽ thông qua cái này tấm huy chương trực tiếp truyền âm. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lam Hiền Vũ vẫn mơ hồ cảm nhận được cái này tấm huy chương bản thân có cảm giác thị ý tứ. Long kỵ sĩ có thể là siêu thần công cường giả, ai dám nói siêu thần công cường giả liền không thể nào thông qua huy chương tới giám sát chính mình đây? Huy chương bên trong không thể nghi chú, liền không có chứa chức năng này sao? Như vậy liền thành chuyện phiền toái. Nếu như là thời khắc bị giám sát, hắn còn thế nào cũng đồng bạn liên hệ, còn thế nào cùng đồng bạn cùng một chỗ tu luyện, cùng với tại lúc cần thiết trở về liên bang. Có điều cái này một chút cũng trở về rồi cái này hãy nói, luôn luôn sẽ có biện pháp, còn cân đối với nó tiến hành càng thêm nghỉ sâu nghiên cứu mới được. Vừa nghĩ là Miền Vũ bất động thành sắc đem quả thứ ba huy chương cầm lên, cái kia là một cái màu vàng kim huy chương, toàn thân là xám kim, phía bên trên khắc gió kim long hoa văn, mặt trái có ba chữ to tộc trưởng hội, không thể nghi ngờ đây là thuộc về tộc trưởng hội huy chương. Tộc trưởng hội huy chương kết cấu cùng với Thiên Long hội huy chương kết cấu có chút xấp xỉ, khác biệt chính là tộc trưởng huy chương cùng với tộc hội huy chương nội bộ thần thức pháp trận cũng tồn tại, nhưng không có triệu hoán hình chiếu cùng với lòng kỵ sĩ công hiệu, chỉ có thể là tại trong tà ngộ thời điểm nguy hiểm trước tiên đem nguy hiểm tin tức cùng với hình ảnh ghi chép lại truyền tống ra ngoài, còn truyền tống đến địa phương nào là Miền Vũ không biết, nhưng chức năng này vẫn phải có. Cái này là tổng trưởng xã huy chương, ngài đã là tộc trưởng hội bên trong một thành viên, có điều không có người nào sẽ hạn chế ngài tại trong tộc trưởng hội nghĩa vụ, ít nhất thì tại ngài thành thần trước đó, Long kỵ sĩ các đại nhân đã đặc phê ngài không cần đi tới tộc trưởng hội tham gia đủ loại sự vụ. Cái này tấm huy chương chỉ có một cái, hiển nhiên là chỉ có Lam Hiền Vũ, thậm chí là tọa lòng Bạch Tố Tú liền không có. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tố Tú phân biệt đem huy chương cất kỹ, hai người liếc nhau, ánh mắt đều chỉ có lẫn nhau muốn nhìn hiểu. Bọn hắn đều hiểu, theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn đã chân chính trở thành trong Long tộc một thành viên, hơn nữa còn là trong Long tộc cao tầng, chết đè bị Long tộc đón nhận. Nhưng cái này cũng đồng dạng mang cho bọn hắn tương đối lớn áp lực, tùy thời có khả năng bị lòng kỵ sĩ cấp bậc cường giả giám sát, để bọn hắn sẽ vô cùng phiền phức, một cái không tốt liền có bại lộ nguy hiểm. Trên đường trở về, Lam Hiền Vũ không tiếp tục cùng với Đỗ Hồng Vũ trao đổi, chẳng qua là yên lặng, chính mình tưởng tu luyện, vừa mới hút nhận được khổng lồ lòng lực với hắn mà nói, tốt ra rõ ràng, đây chính là thất thải lòng lực, chân chính long thần lòng lực, là thích hợp nhất hấp thu. Đỗ Hồng Vũ một mực đem bọn hắn đưa đến phòng Long Thành chỗ ở, lúc này mới lái xe rồng rời đi, trước khi đi trả lại cho Lam Hiền Vũ lưu lại thông tin dãy số, khiến cho hắn có chuyện thời điểm đó có khả năng tùy thời tìm hắn. Đưa tiên Đỗ Hầm Vũ, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trở lại phòng của chính mình, đóng cửa phòng, Bạch Tú Tú thè lưỡi sẽ nói, Long thật sật sỡ đúng là dấu nứt đố đổ vách, mắc khung Long kỵ sĩ, đang vừa nói đến đây liền thấy Lam Hiền Vũ so cái im lặng thủ thế.
vội vàng im miệng không nói. La Minh Vũ cẩn thận đem chính mình hai cái huy chương móc ra, lại để cho Bạch Tú Tú đem huy chương của nàng cũng lấy ra, ba tấm huy chương cùng một chỗ đặt ở trên bàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh ánh sáng nhu hòa theo chỗ mi tâm của hắn hủy sái mà ra, lặng yên không một tiếng động bao phủ tại ba tấm huy chương phía trên, hình thành ra một cái nhu hòa lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bao phủ về sau, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hướng với Bạch Tú Tú nói, có khả năng tùy tiện nói sao? Có thể ngăn cách, Bạch Tú Tú hỏi. La Minh Vũ gật đầu nói, vừa mới trên đường trở về ta cùng A Bảo một mực tại cầu thông, cái này mấy tấm huy chương phải chăng có thể dùng làm tạ giám thị A Bảo cũng không nói được.